Mông Tiếp Nghiệp. Xin chào các bạn, chị là Lily. Chào các bạn, anh là Khang Còi. Bây giờ ở chỗ các bạn đang là mấy giờ rồi? Con ở Hà Nội lúc này. Ui, là nhanh quá. Chị nói nhanh quá. Chị nói chậm lại. Chị nói nhanh quá hả? Bây giờ mình nói chậm lại một chút nhá. Đố các bạn, đây là cái gì? Một cây tre. Một, hai, ba, bốn, năm đốt. Có cây tre nào cao hơn không nhỉ? Ví dụ như cao đến 100 đốt. Có đấy. Các bạn nhắm mắt lại, anh sẽ đếm đến 3 thì mở mắt ra để xem cây tre có 100 đốt nhé. Nào, 1, 2, 3. Ngày xưa, ở làng kia có một lão phú ông, tuy giàu có nhưng xấu tính. Con chào phú ông ạ. Thằng khoai đấy à? Nếu mày làm việc chăm chỉ cho ta thì sẽ được lấy con gái ta. Con xin vâng lời ông ạ. Anh khoai tin lời phú ông, làm việc chăm chỉ. Ít lâu sau, phú ông đồng ý cho con nhà giàu lấy con gái mình và nghĩ cách lừa anh khoai. Khoai à, nếu mày tìm được cây tre đủ 100 đốt thì sẽ được lấy con gái ta. Anh khoai vội đi vào rừng tìm cây tre 100 đốt, nhưng không thấy. Con chào ông ạ. Vì sao con khóc? Anh khoai kể lại câu chuyện. Con hãy chặt 100 đốt tre mang về đây. Theo lời bụt dặn, anh khoai chặt đủ 100 đốt tre. Con nhớ lời ta nhé. Anh khoai về đúng lúc có tiệc cưới. Mày mang 100 đốt tre về làm gì hả cái thằng khoai? Khắc nhập, khắc nhập. Khắc nhập, khắc nhập. Phú ông càng dẫy, càng dính chặt hơn. Cứ ai xông vào giúp là bị dính chặt vào cây tre. Cuối cùng, phú ông đành nói: ta biết sai rồi, nếu anh tha cho ta thì sẽ được lấy con gái ta. Khắc xuất, khắc xuất. Thế là anh khoai lấy được vợ và sống hạnh phúc trọn đời. Bây giờ các em đã biết cây tre có 100 đốt rồi đấy. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng làm quen với các nhân vật trong phim nhé. Đây là anh khoai. Anh khoai là một người làm thuê. Đây là phú ông.
Phú ông là người rất giàu có. Đây là bụt, rất tốt bụng và có phép màu. Anh Khoai làm thuê cho phú ông. Bụt giúp anh Khoai có cây tre trăm đốt. Bây giờ chúng mình cùng nhớ lại cách anh Khoai chào phú ông nhé. Con chào phú ông ạ. Các em thường xưng con với cha mẹ, thầy cô hoặc những người bằng tuổi cha mẹ mình. Trong phim, anh Khoai ít tuổi và làm việc cho phú ông nên anh Khoai xưng con với phú ông đấy. Chúng ta cùng nhớ lại cách anh Khoai chào bụt nhé. Con chào ông ạ. Có từ ạ ở cuối câu. Đúng rồi, khi nói với người lớn tuổi, chúng ta cần có chữ A ở cuối câu để bày tỏ sự kính trọng. Vậy, trong gia đình, các em thường chào người lớn hơn mình như thế nào? Hello bà. Bà, chả biết ai chào bà. À, cháu chào bà. Cháu chào bà. À. Để khám phá sức mạnh của từ ạ, chúng mình cùng xem một ví dụ nữa nhé. Khi mẹ bảo, con ơi, lấy cho mẹ miếng phô mai lại đây được không? Thì em sẽ trả lời như thế nào? A. Được. B. Được ạ. C. Dạ, được ạ. D. Vâng ạ. Nếu em trả lời là được, mẹ sẽ hiểu là em đồng ý. Nhưng mẹ có vui không? Chắc là mẹ sẽ không vui đâu. Nếu em trả lời vâng ạ, hoặc được ạ, hoặc dạ, được ạ, thì sao nhỉ? Có thêm từ ạ, mẹ sẽ rất vui. Chúng ta đã khám phá ra một bí mật. Từ ạ có một khả năng đặc biệt. Khi chào có từ ạ ở cuối câu, các em sẽ nhận được thêm nụ cười từ người lớn tuổi đấy. Từ ạ là một kính ngữ. À, có câu hỏi. Kính ngữ nghĩa là gì ạ? Từ mới đã được phát hiện. Đây là một câu hỏi rất hay. Khi học mà các em không hiểu điều gì thì cứ nói nhé. Kính ngữ bao gồm các từ như ạ, dạ, vâng, dùng để nói với những người lớn tuổi hơn, thể hiện lòng kính trọng. Từ ạ thường đặt ở cuối câu, còn dạ và vâng thường đặt ở đầu câu. Câu hỏi tiếp theo. Khắc nhập là gì? Khắc xuất là gì? Đây là một câu nói trong bộ phim chúng ta vừa xem đúng không nào? Các bạn có trí nhớ rất là tốt đấy. Ở câu này, xin mời anh Khang Còi trả lời. Khắc nghĩa là ngay lập tức. Nhập nghĩa là dính vào, xuất nghĩa là tách ra. Vậy khắc nhập có nghĩa là... Chính xác, dính vào ngay lập tức. Khắc xuất có nghĩa là...
Đúng rồi, tách ra ngay lập tức. Có một câu hỏi rất thú vị. Đốt tre có cần lửa không? Câu hỏi này rất hay nhá. Đây, đây là đốt tre. Mỗi một đoạn như thế này được gọi là một đốt. Còn đây là đốt ngón tay. Mỗi một đoạn như thế này cũng được gọi là một đốt. Cùng phát âm là đốt, nhưng từ đốt trong đốt tre, đốt ngón tay không có nghĩa giống với từ đốt trong đốt lửa. Các em ơi, ai muốn tham gia thử thách thì giơ tay nào. Được rồi. Thử thách đầu tiên, nối từ ngữ với tranh. Bức tranh 1 là ai? Đâu là anh khoai? 3, 2, 1. Yeah! Bức tranh 2 là ai? Đâu là phú ông? 3, 2, 1. Yeah! Câu đố tiếp theo, anh khoai chào phú ông như thế nào? A. Tôi chào ông nhá. B. Vâng ạ, ta chào ông. C. Con chào ông ạ. Chúng ta cùng suy nghĩ nhá. Tôi chào ông nhá. Chúng ta không chào người lớn tuổi như thế này. Vâng ạ, ta chào ông. Anh khoai sẽ không xưng ta với phú ông vì ít tuổi hơn. Và từ vâng ạ không dùng cho câu chào. Con chào ông ạ. Chính xác. Các em đúng được bao nhiêu câu đấy? Đã ai thuộc chuyện cây tre trăm đốt chưa? Các em có thể xem lại clip trên kênh YouTube của VTV7 nhé. Trước khi chào tạm biệt, chị Lily và anh Khang Còi sẽ tặng các bạn một chiếc bánh để các bạn nhớ lại những kiến thức mới đã học. Buổi sau, chúng ta sẽ cùng tiếp tục dạo quanh một vòng tiếng Việt để khám phá thêm về tiếng Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi chào hỏi, người Việt thường chú ý đến tuổi để xưng hô cho phù hợp. Người ít tuổi hơn thường xưng là em, cháu, con. Gọi người nhiều tuổi hơn là anh, chị, cô, bác, ông, bà. Câu chào hoàn chỉnh với người lớn tuổi hơn gồm có từ để chỉ người nói, từ chào, từ để gọi người được chào, từ ạ. Ví dụ, con chào bố ạ, cháu chào bác ạ.